Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bảo Thắng có nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các hãng lữ hành sẵn sàng đón khách Trung Quốc. Gần 60.000 lượt xe đến Lào Cai qua các trạm kiểm soát trên cao tốc Nội Bài Lào Cai trong dịp Tết. Ngăn chặn các hành vi phản cảm trong lễ hội. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình đề án liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, Ban tổ chức tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết số 18-19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, cùng các chỉ thị nghị quyết quy định hướng dẫn của Trung ương và tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày nghỉ Tết, hôm nay 30 tháng 1, học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đi học trở lại. Ngay sau đây, phóng viên Thu Hường sẽ cập nhật không khí của ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực đền thượng thành phố Lào Cai, nơi đang diễn ra một hoạt động rất đặc biệt và ý nghĩa do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức, đó là lễ khai bút đầu năm. Sự kiện này có sự tham gia của lãnh đạo thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, và đặc biệt là có sự tham gia của 203 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho gần 36.000 học sinh của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khai bút đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học và cầu mong cho một năm mới suôn sẻ và may mắn. Tổ chức lễ khai bút đầu năm ngay trong ngày hôm nay, ngành giáo dục thành phố Lào Cai thể hiện quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tạo một không khí vui tươi phấn khởi để học sinh hăng say học tập. Và ngay sau hoạt động này thì học sinh sẽ quay trở lại trường học tập bình thường theo kế hoạch. Cùng với thành phố Lào Cai thì ngày hôm nay tại tất cả các địa phương trong tỉnh, hoạt động dạy và học được diễn ra bình thường. Ngành giáo dục đã phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần đạt cao ngay từ những ngày đầu ra lớp. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ nông dân tại huyện Bảo Thắng bằng sự năng động sáng tạo đã rất thành công với những mô hình kinh tế, đem lại thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Đầu tư chăn nuôi lợn theo hình thức công nghiệp, mỗi năm xuất chuồng hai lứa lợn thịt cộng với bán lợn giống, làm dịch vụ. Hộ anh Phạm Văn Bốn, thôn Bạc Tà, xã Bản Việt, mỗi năm thu về từ 300 đến 400 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Bốn còn tạo việc làm cho lao động địa phương. Nên chúng tôi là phải chuyển đổi là cái chuồng khép kín, hệ thống kín và làm lạnh quạt gió để cho nó bảo đảm mùa hè và ấm vì mùa đông mà mát vì phải đỡ đây mùa hè để con lợn nó mới bảo đảm. Tập trung vào sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, quy mô với phương châm là thực hiện nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Và đặc biệt là một số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn xã thì hội nông dân xã cũng đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn để người dân tập trung vào một số cái mặt hàng, một số cái ngành sản xuất chủ lực của xã. Còn tại xã Sơn Hải, gia đình anh Đỗ Trường Thành lại chọn cách làm giàu bằng mô hình trang trại tổng hợp. Đầu tư theo hình thức bỏ trứng vào nhiều giỏ, lấy ngắn nuôi dài, mô hình đã đem lại cho anh nguồn thu mỗi năm từ 400 đến 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí. 2004 bắt đầu là trồng cây, đến năm 2017 đã được thu hoạch một lần đầu một lượt. Và tiếp tục thì bây giờ tôi lại đầu tư là trồng mở rộng thêm. Về chăn nuôi ấy thì chủ yếu là nuôi con lợn và gia cầm. Toàn huyện có 19 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, gần 300 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh.
việc xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới và giảm tỷ lệ hộ nghèo của Bảo Thắng đến cuối năm 2022 còn 7,91%, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,6 triệu đồng mỗi năm. Tiếp theo là những thông tin thị trường đáng chú ý. Hôm nay giá vàng quay đầu đi xuống dù chỉ còn một ngày nữa là đến ngày vía thần tài. Cụ thể, SJC niêm yết giá mua vàng miếng 67,3 triệu đồng một lượng và bán ra là 68,3 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với sáng hôm qua. Vàng nhẫn 4 số 9 của SJC cũng giảm 50.000 đồng, giá mua xuống còn 55,35 triệu đồng một lượng và bán ra là 56,35 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 75%, giảm 40.000 đồng, xuống còn mua vào là 40,11 triệu đồng một lượng và bán ra là 42,11 triệu đồng. Việc giá vàng đi xuống ngay trước ngày vía thần tài là điều khá lạ, ngược với xu hướng thông thường. Theo lý giải, nguyên nhân một phần do vàng thế giới đi xuống, nhưng chủ yếu do người nắm giữ vàng có thể sẽ bán ra chốt lời. Vào ngày 1 tháng 2 tới, giá xăng trong nước có thể tăng. Mức tăng cụ thể còn tùy thuộc vào diễn biến giá dầu trước kỳ điều hành và việc điều hành quỹ bình ổn giá. Dự báo có thể tăng trong khoảng 1.000 đến 2.000 đồng một lít với xăng và 800 đến 1.500 đồng một lít với dầu diesel. Ở kỳ điều hành này, tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá và giảm mức chi từ quỹ với các mặt hàng xăng. Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận ổn định. Theo đó, với thép cuộn ở mức 14.940 đồng một kg, thép thanh vằn có giá 15.020 đồng một kg. Năm 2023, các chuyên gia nhận định thép trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Giá thép có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 20 tháng 1 đến hết ngày 25 tháng 1, có gần 60.000 lượt xe đến Lào Cai qua các trạm kiểm soát IC16, IC17, Phố Lu, km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai, trung bình 9.750 lượt trên ngày. Lưu lượng xe tăng cao, các lực lượng chức năng đã đảm bảo tuần tra, hướng dẫn phân luồng cho nhân dân, du khách tham gia giao thông an toàn như tuyến quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai Sapa, quốc lộ 279 khu vực đền Bảo Hà, quốc lộ 70 đi Bắc Hà, tuyến đường nội thị thành phố Lào Cai, thị xã Sapa. Do có sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc chống người thi hành công vụ. Lượng khách sử dụng phương tiện đường bộ có tăng nhẹ so với ngày thường. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 đã có 523 lượt xe với trên 12.400 lượt khách xuất bến. Thưa quý vị và các bạn, cửa khẩu quốc tế được khôi phục hoàn toàn là tin mừng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Thời điểm này, các đơn vị lữ hành, lưu trú đang hối hả chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch từ Trung Quốc. Nằm giáp cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khách sạn này là một trong những địa chỉ lưu trú được khách Trung Quốc lựa chọn. Từ Tết Nguyên đán đến nay, tỷ lệ khách lưu trú ở đây chiếm trên 60%, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Trong số đó, khách người Trung Quốc chiếm phần lớn, đơn vị đang tuyển thêm nhân lực, cải thiện chất lượng phục vụ khi mà dự báo lượng khách tăng cao trong những ngày tới. Ở đây tới vùng để có cái gắn kết với các cái trường đại học và các trường cao đẳng du lịch ở tại đây để mà có cái kết nối để tuyển người từ những cái đầu năm. Đấy thì cái việc này cũng tuy có một số khó khăn ban đầu nhưng mà phải tích cực tuyển dụng và sớm đào tạo họ để cho các bạn đó gắn với công việc. 3 năm qua, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành gặp rất nhiều khó khăn do vắng bóng khách Trung Quốc. Phần lớn nhân viên, hướng dẫn viên du lịch đều đã nghỉ việc hoặc lựa chọn công việc khác. Bởi vậy, thời điểm này, việc tuyển dụng lại nhân sự, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ là công việc ưu tiên hàng đầu của các đơn vị lữ hành. Đang làm việc tại Hà Nội, nắm thông tin cửa khẩu khôi phục, chị Phương quyết định trở về Lào Cai với mong muốn được làm du lịch. Du lịch là một niềm đam mê của em. Và do điều kiện thời gian dịch vừa rồi thì không cho phép nên là sau khi mở cửa lại các hoạt động du lịch thì em muốn được thử sức và được làm việc trong môi trường du lịch để xem là cái khả năng của mình đến đâu. Cùng với đó, đơn vị lữ hành đang đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xây dựng lại tour, tuyến du lịch và mức giá
để đảm bảo sẵn sàng khi khách du lịch Trung Quốc quay trở lại. Cũng tiến hành khảo sát các tour tuyến, như là những cái tour truyền thống như ngày xưa thì là tour Hạ Long này, Cát Bà, Hải Phòng, và những cái tour như là du lịch trong tỉnh của mình thì có tour Lào Cai, Sapa. Phía du lịch Hoàng Hà cũng khảo sát, rồi xây dựng tour tuyến để sẵn sàng để khởi động để đón khách Trung Quốc bất cứ lúc nào. Lượng khách Trung Quốc đang tăng cao từ sau Tết Nguyên đán là tín hiệu vui đối với ngành du lịch Lào Cai. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch cũng như chủ động trong công tác đón khách, việc rà soát và báo cáo năng lực cung ứng dịch vụ du lịch là rất quan trọng và cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, Điều 9 Thông tư 04 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 3 năm 2023, quy định rõ về tiếp nhận tiền công đức tài trợ. Theo đó, mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Về tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức nếu có, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại. Tiếp nhận giấy tờ có giá, mở sổ ghi tên, số tiền, tổ chức, phát hành ghi trên giấy tờ có giá. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng giấy tờ có giá. Tiếp nhận kim khí quý, đá quý, mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức cá nhân hiến tặng cho, cung cấp. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích có thể tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức cá nhân hiến tặng cho nếu có. Tiếp theo chương trình, nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 30% vào năm 2023. Ngăn chặn hành vi phản cảm trong lễ hội. Theo thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 68.600 lao động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,6% về số doanh nghiệp, giảm 48,5% về số vốn đăng ký và giảm 11% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt trên 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cả nước có 15.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 147% so với tháng 12 năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1 năm 2023 lên 25.900 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người dân và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành công nghiệp bình quân trên 8,5% trên năm, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030. Đây là mục tiêu được Bộ Công Thương đề ra tại đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, Bộ tập trung phát triển hoàn chỉnh hệ thống sản xuất công nghiệp trong nước thông qua việc nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp, chú trọng nội địa hóa chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, đồng thời tăng cường tính tự chủ, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đảm bảo mục tiêu xanh hóa các ngành công nghiệp. Để giải quyết, khắc phục và dần loại bỏ những lễ hội còn duy trì một số tập tục hình ảnh không còn phù hợp với truyền thống văn hóa của Việt Nam, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng ý nghĩa, giá trị của lễ hội. Các tập tục chém lợn, tế châu tại các lễ hội ở tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An đã được chính quyền và người dân các địa phương quyết định thay đổi hình thức tổ chức, giảm các hình ảnh phản cảm, bạo lực trong lễ hội. Đặc biệt cái hiện tượng mà đổi tiền lẻ hay là khấn thuê hay là những cái trò chơi mà nó không đúng với quy định của pháp luật ở trong các lễ hội, lợi dụng lễ hội để trục lợi thì cái này đã giảm rất là nhiều.
rằm tháng giêng tới, tại lễ hội Đền Trần sẽ không phát ấn lúc 0 giờ mà mở rộng thời gian phát ấn nhằm giảm tình trạng chen lấn xô đẩy để xin ấn. Công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về lễ hội và về giá trị của ấn Đền Trần cũng liên tục được thực hiện bằng nhiều hình thức. Trần miếu tự điển, tức là điển tích về thờ tự của nhà Trần. Theo ban thế cái gì? Ban thế 4 chữ là tích phúc vô cương. Nếu mà có tâm có đức thì về đây lễ được hưởng lộc. Mà hưởng không có bờ bến tích phúc, phúc càng dày thì hưởng càng dài. Đấy, nội dung trên cái ấn nó như vậy. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, lịch sử và văn hóa dân tộc để lại nhiều lễ hội có ý nghĩa hết sức to lớn. Tuy nhiên, cần tổ chức đảm bảo an toàn vui tươi, tạo không khí phấn khởi, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, không gian thực hành tín ngưỡng của nhân dân. Những nội dung nổi bật sẽ có trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai. Khai thác tiềm năng lợi thế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đây là chủ trương nghị quyết 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Để nghị quyết triển khai hiệu quả thì vai trò của cán bộ đảng viên được các cấp ủy chú trọng. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong một câu chuyện tỉnh ta trong chương trình thời sự tối nay. Hôm nay học sinh trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ngay từ đầu năm. Rộn ràng chợ nông cụ vùng cao, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Tin thế giới. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nước này kiên định chính sách tăng cường hợp tác với Trung Quốc tại các kênh đa phương, nhất là trong lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, theo định dạng song phương chuyên biệt. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow theo đuổi chính sách tăng cường phối hợp với Trung Quốc về chống khủng bố trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Moscow cũng giữ liên hệ chặt chẽ với Bắc Kinh trong khuôn khổ diễn đàn khu vực của ASEAN về an ninh, vốn là một trong những cơ chế chính tìm kiếm cách tiếp cận chung cho duy trì an ninh ở khu vực Đông Nam Á. Ông nói thêm rằng, Nga và Trung Quốc có nhiều quan điểm đồng nhất trong vấn đề này, trong đó có việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác về chống khủng bố và chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo ngày 29 tháng 1 ra thông báo sẽ nối lại việc cấp thị thực cho công dân Nhật Bản sau gần 20 ngày tạm ngừng dịch vụ này. Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi thông báo trên được đưa ra. Theo đó, các công dân Nhật Bản xin thị thực nhập cảnh du lịch vào Trung Quốc sẽ có thể bắt đầu các thủ tục này kể từ ngày 29 tháng 1. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không giải thích lý do cho quyết định này. Trước đó, hôm 20 tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cũng thông báo nối lại dịch vụ cấp thị thực tại Trung Quốc sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản nêu rõ quyết định được đưa ra căn cứ vào diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc và những điều chỉnh trong chính sách phòng dịch của nước sở tại. Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã chỉ thị cho các trường đại học tư ở nước này không được phép để nữ sinh tham gia các kỳ thi đại học vào tháng tới. Công điện trên được gửi tới các trường đại học tư ở miền Bắc Afghanistan, bao gồm cả thủ đô Kabul. Nội dung công điện nêu rõ, những trường không tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với các vấn đề pháp lý. Trước đó, hồi tháng 12, chính quyền Taliban cũng đã yêu cầu các trường đại học không tiếp nhận các nữ sinh cho tới khi có thông báo tiếp theo, đồng thời đóng cửa nhiều trường nữ sinh. Ngoài ra, Taliban cũng đưa ra quy định hạn chế phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia thông báo sẽ tiến hành điều tra về các hành vi quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội do sự thông đồng giữa những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các thương hiệu mà họ đang quảng cáo. Việc điều tra được tiến hành sau khi ACCC nhận được thông tin tố giác của nhiều người tiêu dùng về việc xuất hiện những đánh giá sai lệch, gây hiểu lầm về trải nghiệm sản phẩm hàng tiêu dùng
hoặc dịch vụ. ACCC cho biết sẽ tập trung điều tra nhằm vào những cá nhân có ảnh hưởng trong các lĩnh vực đang hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, ủy ban trên cũng sẽ làm rõ liệu các nhà quảng cáo, nhà tiếp thị, các thương hiệu và các nền tảng mạng xã hội có đang tiếp tay cho những hành vi gian lận hay không. Theo quy định, những cá nhân vi phạm luật tiêu dùng của Australia có thể bị phạt tới 2,5 triệu đô la Úc. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 30 tháng 1 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, trời nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 4 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, sáng và đêm trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 2 đến 10 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, trời nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 4 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.